Ok, chào mọi người. Hôm nay gửi anh tiếp mọi người một lô phụ kiện nha mọi người. Thì chiếc này mình lên cho mọi người sẽ là lưỡi câu nhé. Và lưỡi câu này đa phần sẽ là những lưỡi câu nhỏ chuyên về cho anh em nào câu cá bóng đục, cá lù đù, cá dìa. Anh em miền Tây thì có thể câu cá lăng, cá gô, đó. Câu cá trắng. Rồi, để vô cụ thể từng mã cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi cũng không clip sắp lên á thì em gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Để gửi lên mọi người mã số 1 thì mã số 1 lên cho mọi người là lưỡi Gamakatsu nhé. Lưỡi này Gamakatsu của Nhật về thì chiếc này mình lấy được vài quỷ thôi, như cỡ chục quỷ à. Đây mọi người, lưỡi Gamakatsu lưỡi số 9 nhé. Một bịch này nó sẽ có 15 lưỡi. Và lưỡi này nó sẽ có ngành ngược ở lưng nha mọi người. Đây gọng dài và có ngành ngược ở lưng cho anh em câu cá bóng đục, cá lu đù, cá nâu, cá dìa, cá lăng. Anh em câu cá lăng anh em giúp mồi mà dạng bông gòn đó, lưỡi này rất ok luôn. Lưỡi ngành ngược trên lưng nên sẽ giữ cái mồi lại cho anh em, giữ mồi có sợ bị giúp nè. Anh em có mồi tép thôi, màu hà, mồi hà đỏ thì cái ngạnh ngược mình sẽ giữ con mồi lại cho anh em nhé, tránh men cá phá mồi, giúp mồi của anh em mất. Câu cá lăng thì cái này nó sẽ giữ cục bông gòn lại rất là ok, để mình đo trong cái xe tập cho người xem. Nó có ngạnh ngược mọi người, lưỡi có ngạnh ngược. Thế này thì ô tập của mình sẽ ô tập là 80 ml nha mọi người. Đó. Anh em cứ để vào ô tập đó sẽ biết. Sẽ lưỡi rất là chuẩn nha. Lưỡi này cực kỳ bén luôn, lưỡi Gamakatsu ngạnh ngược. Rồi, giá công khai mã số 1 giá 30k nha mọi người, 30k một bịch này nha mọi người. Đó. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 vẫn là lưỡi Gamakatsu. Mà lưỡi này nó sẽ không có ngạnh ngược nha mọi người, không có ngạnh ngược, vẫn là lưỡi số 9 thôi. Đó. Không có ngạnh ngược nên nó giá sẽ rẻ một tí. Mã số 2 sẽ là 25k một bịch nha mọi người. Đây, để vô tập người xem. Loại này vẫn là loại gọng dài. Đó. Đây. Chia về cho anh em câu bóng đục, câu cá nâu, cái dìa, cái lù đù, cá đỏng, cá lăng, cá rô cũng được, câu gấp ok. Rồi giá công khai mã số 2, giá là 25k nhé. Rồi mã số 3. Mã số 3 thì chuyên về cho anh em câu cá rô nè, cá rô lồng tông, cá nho nhỏ. Này cũng câu cá bóng đục ok lắm, lưỡi nhỏ nha mọi người. Vẫn là lưỡi Gamakatsu nhé, Gamakatsu xay số 5. Vô tập cho mình xem, lưỡi này siêu nhỏ luôn, siêu nhỏ siêu mịn. Đây, lưỡi này có ngạnh hết cho mọi người, chỉ nên mình lên là lưỡi có ngạnh hết. Đây, lưỡi này anh em câu cá suối cũng được, cá suối, cá mương, cá giết cũng rất ok ha, lưỡi rất là bén. Để vô tập cho mình xem. Thì mọi người mua thì báo mình soi và chụp cận cảnh này nhé. Rồi giá mã số 3 giá sẽ là 25k nhé. Tiếp theo số 4. Số 4 sẽ là xe số 6 nha mọi người. Xe số 6 nó sẽ bự hơn một tí, giá nó sẽ là 25k luôn. Đó. Và xe số 7 nó sẽ bự hơn số 6 một tí nè. Đó. Giá vẫn là 25k nhé. Để mình đo cái xe số 6 người xem. Sẽ mở cái xe số 5 một tí. Lưỡi này có cái rô cũng rất ok, rô đồng rất ngon. Đây, rô đồng câu cá chê. Nè mọi người.
qua đây một tí là chuẩn. Đây lưỡng này thì cực kỳ bén nhá, bén và mảnh. Đó. Mấy này của Gama thì siêu cứng rồi. Rồi giá là 25k một túi nha, mã số 4, lưỡng số 6, mã số 5 vẫn là 25k nha mọi người, lưỡng số 7. Tiếp theo mã số 6, mã số 6 là lưỡng Gamakatsu nha mọi người. Đó, gọng dài form đó đây. Đó. Chiếc này mình về chỉ được có 4 bịch thôi nha mọi người. Lấy ra mình sổ cho anh em xem. Xe lưỡng. Lưỡng này thì anh em về câu cá chê cũng rất ngon. Cá chê thôi, cá thắt lát. À lưỡng này thắt lát cũng rất là ok nè. Đó. Thắt lát bóng đục. Đây. Lưỡng cũng dài nha mọi người. Đó. Hôm lưỡng nó thế này. Giá là 25k một túi nha mọi người, mã số 6. Mã số 6 25k một túi, xe số 6 luôn. À lưỡng Gamakatsu. À form nó thế này. Lưỡng nhỏ nhá. Rồi, giá 25k một túi. Mã số 6. Bịch này nó sẽ có 13 lưỡng nha mọi người. À. Tiếp theo qua đây. Qua đây là mấy bịch là lưỡng xe số 7, mã số 7 nha mọi người, mã số 7, xe số 7 nè. Đó. Lưỡng Honor. Lưỡng này cũng có Nhật luôn nha mọi người. Hàng của Nhật về. Thì bịch này mình lấy cái mình đếm á, nó sẽ được là 34 lưỡng nha. 34 lưỡng. Thì nó hơn hai bịch máy nha mọi người, hơn hai bịch. Form đây, form lưỡng nó thế này. Đó. Về cho anh em có các rô, cả bóng đục, cả lô đục, hanh, cá chắp, cái dìa, rất ok. Đây, form lưỡng nó thế này. Chung mà bán lưỡng này thì sẽ đo, cố gắng đo cho anh em những lưỡng ok nhất. Xe lưỡng mà đo cho anh em lựa chọn đúng xe lưỡng anh em cần. Đây, form lưỡng nó thế này nha mọi người. Thì đây là mã số mã số 7. Rồi. Được 34 lưỡng nha mọi người. Rồi giá công khai mã số 7 giá 40k nha, 40k cộng ship mã số 7. Tiếp theo mã số mã số 7, mã số 8. Mã số 8 lên cho người lưỡng Gamakatsu. Lưỡng Gamakatsu này là lưỡng vàng nha mọi người, lưỡng vàng có cạnh ngược. Đó. Và bịch này mình đếm nó sẽ được 21 lưỡng nha. Bịch này đếm sẽ 21 lưỡng, nó hơn gần hai bịch nhá. Gần hai bịch, một bịch nó để nó chỉ có 10 lưỡng thôi mà bịch này ra 21 lưỡng. Hơn hai bịch. Đây, lưỡng này có ngạnh ngược và lưỡng quang. Lưỡng này chuyên về cho anh em mà câu câu cá chê, câu thắt lát. Đó, câu cá lăng. Em câu cá đỏng cũng ok. Đúng rồi, phơm lưỡng nó đây. Đó. Câu cá đỏng, câu cá mú mà cá mú gạn mọi người. Đây. Đó. Câu gần bờ. Câu mấy trụ điện. Đây. Cái này có ngạnh ngược mọi người. Dạ. Đây có ngạnh ngược để giữ mồi lại cho mọi người nhé. Đó. Giữ ra một cà su. Rồi, giá công khai mã số 8. Giá là 35k nha, được 21 lượng. Tiếp theo mã số 9, mã số 9 là lưỡng Honor, lưỡng vàng, gọng dài. Đó. Mấy cái gọng dài này thì chuyên trị cho mấy con cá nào mà nó nuốt lưỡng á mọi người. Đó. Nó sẽ nuốt không hết cái lưỡng này đâu, lưỡng này tương đối dài, chuyên trị mấy con cá đó. Lưỡng này thì mình đếm được 36 lưỡng nha, được 36 lưỡng mã số 9. Đây, gọng dài. Đây, bóng đục là loại này rất ok ha. Đó. Rồi giá công khai mã số 9 giá 35k nhé, nó được 36 lưỡng mọi người, giá 35k. Mua mấy cái này nó khá là hời á. Tiếp theo mã số 10, mã số 10 sẽ là lưỡng Gamakatsu, lưỡng số 9. Một bịch này có 22 lưỡng nha mọi người. Một bịch này sẽ có 22 lưỡng.
giá một bịch này nó sẽ là xem 35k nha mọi người. Một bịch này sẽ có 22 lưỡi và giá sẽ là 35k, lưỡi số 9 đó, lưỡi Yamakasu. Và lưỡi này nó sẽ không có ngành ngược mọi người. Lưỡi này không có ngành ngược. Lưỡi số 9 này câu cống đục cũng ok, bóng đục cá rộng đó, xe lưỡi nó thế này. Rồi giá công khai mã số 9, giá công khai mã số số mừng lưỡi số 9 giá 35k nha mọi người, 35k. Tiếp theo mã 11, 11 vẫn là lưỡi Yamakasu, lưỡi gọng dài. Đó. Thì bịch này nó sẽ được 24 lưỡi nha. Bịch này sẽ được 24 lưỡi. Lưỡi này siêu nhỏ luôn. Cái ngành lưỡi của nó nhỏ nha mọi người. Đó. Chuyên về câu bóng đục. Bóng đục này anh em miền Tây thì có thể câu cá sát. Câu cá sát là này anh em miền Tây câu là hết bài luôn á. Này. Cái form rộng nó tương đối nhỏ nhé. Rồi giá công khai một bịch này giá sẽ là 30k nha mọi người, 30k một bịch. Cái này là xe số 6 nhé, xe số 6 30k. Mã số 11. Tiếp theo xe mã số 12. Mã số 12 sẽ là xe số 9 nha, cùng form với mã số 11. Rồi, giá là 30k luôn nhé. Đây, xe số 8 nha mọi người, nó sẽ bự hơn một tí thôi. Đó. Đây, bự hơn tí nha. Rồi, giá là 30k luôn nha mọi người, mã số 12. Tiếp theo mã số 13. 13 sẽ là lưỡi của anh lưỡi gọng chữ U. Nhưng mà là gọi gọng dài. Đó. Thì lưỡi này mình đếm được 24 lưỡi nha mọi người. Túi này mình đếm được 24 lưỡi. Đó. Nó sẽ hơn túi máy. Mua mấy túi này nó ngờ hơn mà mua túi nhiều. Đây, lưỡi gọng vuông này. Phơm lưỡi đây. Đó. Lưỡi này cũng rất là bén nha, lưỡi nó màu đỏ. Rồi, giá công khai mã số mã số 13, giá là 30k nha mọi người, 30k mã số 13. Tiếp theo mã 14. 14 giá cũng là 30k nhé. Lưỡi này được 22 lưỡi. Lưỡi này vẫn là size số 9. Đây, à thế này. Rồi, giá công khai mã số mã số 14, giá cũng là 30k nhé. Tiếp theo qua đây, ở đây mấy cái túi lưỡng nhỏ nhỏ. Tiếp theo mã số 15, mã 15 vẫn là lưỡng Yamakasu, một túi này 25k nha. Có xây số 7 nè, đó. Và xây số số 8. Gọng nhỏ, gọng dài nha mọi người, gọng dài và nhỏ. Rồi, giá 25k một bịch. Tiếp theo mã số số 15 này, 16. 16 sẽ là cho mọi người lưỡi Yamakasu, loại gọng dài. Xe này sẽ số 11. Đây này, 16 đây. Đó. Gọng siêu dài, cái này cá đổng. Ok ha. Đó. Rồi giá 25k nha mọi người, mã số 16. Tiếp theo mã số 17. 17 là gọng dài. Cánh lưỡi hẹp. Đây. Đây, dạng lưỡi hẹp thế này. Mấy lưỡi này cực kỳ nhạy nha. Đó.
Rồi, giá công khai mã số 17, giá vẫn là 25k nhé. Tiếp theo 18. 18 là loại chữ U. Đó, xe số 9. Nó vẫn giống như mã số 14 thôi. Đó. Rồi, giá 25k. Đó. 18 25k, 19 vẫn 25k, 19 chữ U. Lữ Gamakatsu. Lữ này anh em về câu đài câu phi được nè. Đó. Đài gọng dài nhé. Có các rô cũng rất ok. Đó. Mã số 19 25k luôn. Đây. Hôm lữ đây. Đó. Đây, lữ này có các rô câu phi cũng ok nè. Đó. Phẩm lữ rất ok nha mọi người. Rồi, giá là 25k, mã số 19 nhé. Loại này về chỉ có một túi này thôi nha mọi người. Tiếp theo mã số 20. 20 vẫn là 25k nha mọi người. Phơm lửa nhỏ. Đó, gọng dài. 21 21 22 23. 21 22 23 vẫn là phơm lửa của hàng owner nha mọi người. Đây. 21 là xe số 6 nè, lửa gọng nhỏ. 22 là xe bự nè, xe số 9 là xe bự. Đó, có ngành ngược. Và xe số 23 vẫn có ngành ngược nha mọi người. Đó, 23 vẫn có ngành ngược. Đó. Rồi, để mình đo xe cho mọi người xem. Rồi, đây mọi người. Mã 21 xe nhỏ nè, mã số 22 có ngành ngược nha. 23 có ngành ngược luôn. Đây mọi người. Đó. Phơm lửa đây. Đó, 21, 22, 23, 23 có ngành ngược hết nha mọi người. Có chỉ có 21 là không có thôi. 21 là phơm nhỏ nhé. Để cái này tôi tập mình chạy chỗ khác đây. Thì anh em cần thì báo mình mua chụp cận cảnh cho mọi người nhé. Theo mã số 27. 27 là lựu của Gamakatsu dạng gọng dài. Đây. Và lỗi này có ngành ngược cho mọi người. Xe số 9 nhé. Đó. Đây, phơm bên tay. 27 giá là 25k. 28. 28 vẫn là lựu Gamakatsu gọng dài, xe số 13. Đó. Rồi, giá là 25k nhé. Đây, xe bự nha mọi người. Rồi, giá cũng là 25k nhé. Mã số 28. Tiếp theo mã số 29. 29 là lữ owner, lữ gọng gọng hẹp nè, đó. Nãy mình có đo xay rồi. Rồi, 29 giá cũng là 25k. 30. 30 là lữ đỏ. Đó, lữ của owner luôn. 30 vẫn là 25k nha mọi người. Để em mình đo xem. Phơm này nó sẽ khác với phơm kia. Phơm lửa 30. Đây mọi người. Ở đây. Cái này về cho anh em câu cá bóng đục nhé. Bóng đục, câu gô đồng, câu cà phi, câu cá chê cũng rất ok ha. Lữ này tương đối cầu mấy cá nó rất là dễ. Mã số 31. 31 là xe số 10, lữ Gamakatsu. 32 là lữ owner, lữ gọng du chú U nè. Lữ này có cá suối nè, có cá suối, có giết ok nè. Đó. Anh em biển thì có thể câu cá dìa, để câu cá dìa ngon lành. Đây lữ nhỏ nha mọi người. Mấy cái này thì về chứ này chỉ có một thứ được một túi thôi nha mọi người, chứ không được nhiều đâu. Thì mình mua hàng kiện về chứ không phải là
lấy nguyên lô mà của lưỡng chung sẽ có vài ngàn bịch, vài trăm bịch cho mọi người. Cái này chỉ có vài một loại, chỉ có một bịch thôi, hên lắm thì sẽ có 50 bịch gì đó. Đây phơm lưỡng ở đây rất là nhỏ nhá. Đây cành dừa tập cho mọi người thì khó quá. Đây rất là nhỏ nha mọi người. Đó, câu cá dìa là ok. Anh em miền Tây thì loại này anh em câu cá sát bả phát. Rồi, giá công khai mã số 32, giá cũng là 25k. Tiếp theo mã 33. 33 33 34 là lưỡi vàng nha mọi người, lưỡi của anh và lưỡi Yamakasu. Giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 25k một bịch nhé. Lưỡi gamma này có cạnh ngược nha mọi người. Đó, giá cũng là 25k. Tiếp theo lên đây, lên đây sẽ là mấy cái túi lưỡi mà lưỡi nhiều nè. Mã số 35, 35 là lưỡi này nó có 1000 bịch, 100 lưỡi nha mọi người. Bịch này sẽ có 100 lưỡi nè. Đó. Hướng dẫn tóm, lưỡi này cũng có nhật què luôn. Đó, màu đỏ. Lưỡi này anh em nào câu mà nhiều anh em câu chung á, mua què chia ra câu rất là ngợ nha. Lưỡi này siêu bén rồi. Đó, mình test coi. Rất là bén nhá. Này phơm lưỡi này về anh em bóng đục cá đổng là ok nha mọi người. Đó, anh em có lăn cũng được. Đây phơm lưỡi đây. Đó. Rồi giá một túi này, giá là 150k nhá, 150k một túi. Cái túi này nó sẽ để là 100 lưỡi mà mình không đếm, thấy nó nhiều lắm nên không đếm, chắc đủ 100 mà. Đó. Túi này thì nãy mình đếm nè, đếm tầm khoảng 80 lưỡi ăn lên nha mọi người. Đó. Rồi giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 150k. Lưỡi này thì nó bén rồi, lưỡi này mình đếm nãy mình thấy nó bén lắm. Đó, lưỡi này của Nhật Quê, hàng kỳ Nhật Quê. Đó, để mắc in na quay gì nè mọi người. Đó, đồ quay gì nè. Đây lưỡi nó rất là bén nhá, bén ngót luôn á, bén và dạng nó mảnh mảnh cứng đó, chứ không phải là dạng nó dễ quát đâu. Đây bơm lưỡi nữa đây. Đó, đó. Cái đầu lưỡi nó sẽ quéo quéo với quéo vô. Đó. Rồi giá công khai mã số 36, giá cũng là 150k nhé. Tiếp theo mã 37. 37 thì túi này mình không đếm, thấy nó để là 100 lưỡi nè. Đó, cũng nhiều lắm, thấy rất là nhiều nhưng nghĩ sẽ đủ nha mọi người. Nào mình có đếm thì mình sẽ báo với anh em. Túi này nó dày cuôi luôn, rất là nhiều luôn mọi người. Lưỡi quang. Đó, phơm lưỡi vẫn chuyên về cho anh em con bóng đục, cái đồ đục, cá đổng. Cái cá mà vừa vừa cỡ nửa cùm tay thì cá loại này nó chuyên đánh phơm lưỡi đây. Đó, lưỡi màu vàng nha mọi người, nhìn khá là bén. Rồi giá công khai mã số 37, giá là 150k nhé. Nói chung thì mấy cái lưỡi của Nhật kiện Nhật này về thì cũng về ít thôi, không được nhiều. Đó, lưỡi này của anh nè, lưỡi số 7 nè. Đó, lưỡi này nó để là 108 cái mà mình có không đếm luôn, mình nghĩ chắc đây cũng chắc đủ à, nhiều à, tại lưỡi nó nhỏ mọi người, thấy rất là nhiều luôn. Lưỡi này thì bóng đục ok. Phơm này mình lên thì đa phần sẽ là lưỡi câu cá như nhỏ nhỏ con coi thôi nha mọi người, chứ không phải là lưỡi bự đâu, săn hàng đâu. Đây lưỡi nhỏ nhá, bóng đục go ok nè. Đó, cái này đánh gô đồng ngon lành nè mọi người. Đó, mình đánh gô đồng loại này. Rồi giá công khai mã số 38, giá vẫn là 150k nha mọi người. Đó, 38 150k. Rồi đó, tất cả những mã mình lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người có thể để mình số điện thoại, mình tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi cảm ơn mọi người.